Kính thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và chắc có lẽ không giới thiệu quý vị biết người cùng nói chuyện với Nguyễn Nam ngày hôm nay là Nguyễn Ngọc Mùi. Xin chào anh, thưa anh. Tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính gửi lời chào đến quý vị thính giả chương trình và xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Chào anh, thưa quý vị. Anh Mùi có một cái điều đặc biệt đó, là cái chuyện gì trong tuần mà nóng nhất đó, thì chúng tôi hay mời Mùi có nói chuyện. Đề tài Mùi sẽ là đề tài nóng trong tuần. Đề tài nóng trong tuần nó ít lắm. Nó ví dụ như cái chuyện mà bưu điện thì vừa chúng ta vừa nói chuyện với luật sư Duyên, với anh, với Nam vừa xong. Chuyện nóng thứ hai là Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, công bố là chọn bà Kamala Harris trong cái liên danh của ông Joe Biden để tranh cử, liên danh của ông Donald Trump và ông phó tổng thống. Thì khi mà nghe cái tin bà Kamala Harris đó, thì những người California mà Bắc California thì chúng tôi đều không lạ lùng gì. Đó là một cái tin rất là quen thuộc đối với người Bắc California. Nhưng mà đối với nhiều nơi đó, thì cái tên thì tương đối còn khá mới. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn dành một cái đề tài nổi cộm nhất của trong tuần này để phỏng vấn anh Mùi, để vừa có dịp thưa chuyện quý vị. Cái nhân vật Kamala Harris này, 1001 chuyện mà quý vị cần nên biết. Thì cái đầu tiên đó anh Mùi, chúng ta biết rằng đây là một sự kiện rất là lịch sử. Bà Harris đó, là người phụ nữ da đen, ông bố là gốc Jamaica, bà mẹ là gốc Ấn Độ, lại cho nên bà Kamala Harris có mang trong người hai dòng máu. Dòng máu của Jamaica da đen và dòng máu Ấn Độ của người Á Châu. Nhưng khi bà ta ra, ông Joe Biden có thể hy vọng nhắm vào cái thiểu số người da đen và thiểu số người châu Á, Thái Bình Dương. Thì chúng ta sẽ nói với sự nhận định này vào ngày hôm nay bà ta kỹ hơn về nhân vật này. Thì câu hỏi đầu tiên mà có thể nhiều người hỏi, muốn hỏi anh Mùi là bà ta là ai? Xin mời em. Thưa quý vị, trong cái thời gian vừa rồi quý vị thấy rằng là người ta cũng xôn xao lắm, người ta cũng thắc mắc lắm. Bên phía Cộng hòa cũng như Dân Chủ vậy, không biết là cựu phó tổng thống Joe Biden mới chọn ai đây, Nguyễn Xuân Nam. Trong đó có một list danh sách. Một ẩn số rất là nhiều lắm, mà trong từng ngày rồi. Bây giờ không biết là chọn ai hết trơn á. Thì tuy nhiên quý vị biết rằng là giống như tổng thống Donald Trump hoặc là tổng thống Barack Obama chẳng hạn, chọn người mà đồng hành với mình á, là trước cái đại hội của đảng mình á, là ông Trump trọng trước 3 ngày, hiểu sao nào? Cũng giống như tổng thống Barack Obama còn trước 3 ngày. Thì như vậy, thì phó tổng thống Joe Biden cũng không ngoại lệ, hiểu sao nào? Nhưng có một điều á, bây giờ trong hoàn cảnh thế này này, trong cái đại dịch này, rồi trên toàn quốc á, là những người họ xuống đường đi bảo vệ là cái cảnh sát vàng bảo, rồi bảo vệ là phân biệt chủng tộc vân vân, xảy ra là khắp cả các tiểu bang vậy. Mà đặc biệt hiện nay cái đại dịch á, do đó làm cho người dân họ rất là quẫn trí lắm. Vấn đề công an việc làm đấy cái nọ. Để người ta cái giãn mắt. Nó lắm ngọng nghe thì tổng thống phó tổng thống Joe Biden chọn ai đây? Thì sau một cuộc mà cân đo đong đếm rất là sàng lọc rất là kỹ lưỡng. Rồi mình nhưng trước đây người ta còn đoán hứa đồng vườn đồng mò đấy, số năm tức là bà Kamala Harris là một trong những là nhân vật nặng ký nhất có thể rằng là rồi ai nữa anh? Bên cạnh đó thì có bà trong chiến dịch tranh cử sơ bộ thì bà có bà là Warren Elizabeth nữ Xuân Nam. Rồi bên cạnh đó cũng có một số vị thì dụ như là để nói cho đúng sự thật một tí, bên cạnh đó có là dân biểu Cali bà Karen Bass, anh Nguyễn Xuân Nam. Và ngay cả cựu bộ trưởng hoặc là cựu cố vấn an ninh quốc gia thời kỳ tổng thống Barack Obama là bà Susan Rice, anh Nguyễn Xuân Nam. Thì bà Susan Rice là một trong những nhân tố có thể chọn được, tại bà này cũng là gốc da màu, anh Nguyễn Xuân Nam. Thì tôi nghĩ rằng là có thể chọn được. Rồi ngay cả dân biểu của tiểu bang Florida là Van Denmin chẳng hạn, thì một trong những danh sách ở trong đó là có những nhân vật có thể rằng là nặng ký lắm, và có những nhân vật là da màu nữa. Mà đặc biệt là ta nghĩ tất cả mọi người họ đoán rằng
là cựu phó tổng thống Joe Biden sẽ chọn người da màu trong cái hoàn cảnh này. Có thể ông đã nói trước là ông chọn người phụ nữ thiểu số, yeah. phụ nữ và thiểu số, yeah. có thể hợp lý hơn. Thì cuối cùng thì quý vị thấy rằng một cái sự sàng lọc rất là kỹ lưỡng, thì trong đó có sự góp ý của đảng Dân Chủ đứng số 5, chứ không phải là riêng chủ Joe Biden đâu. Đó. Thì trong những cái ngày vừa qua thì quý vị thấy ông Joe Biden cũng là lúc ẩn lúc hiện. Thì so với Tổng thống Donald Trump thì Tổng thống Donald Trump là có nhiều cái advantage hơn, tức là có nhiều cái lợi thế hơn. Thứ như họp báo hàng ngày chẳng hạn, thì ông xuất hiện. Nhưng Joe Biden thì quý vị thấy bây giờ là cấm tụ tập, có tiểu bang là cấm 20 người trở lên, vân vân. Thì rất là khó. Khi mà quyết định là pick up bà Kamala Harris thì mọi người, đa số là những người đảng Dân Chủ thì họ rất bằng lòng ông Trump. Thế như vậy, thì quý vị thấy rằng là sau một quá trình như vậy, mà cộng hợp với cái thời gian hiện tại, trong thời điểm khó khăn trên đây, trong cái thời điểm đó, mà một số người họ cho rằng là có thể là Phó Tổng thống Joe Biden và bà Kamala Harris có thể giải quyết được cái đại dịch và có thể giải quyết được vấn đề thứ hai nữa là phân biệt chủng tộc núi Sơn Nam mà hiện nay đang là rất là phổ biến trên khắp đất nước Mỹ. Và điều thứ ba nữa, tức là làm thế nào để đưa, tức là nền kinh tế và tất cả mọi cái hoạt động trở lại. Và cái điều mà quan trọng nhất á, là vì Tổng thống, vì Phó Tổng thống sống cho người dân, sống cho mọi người hay là sống cho chính cá nhân mình. Đó là vấn đề nỗi cồn hiện nay mà một trong những người mà có thể cân bằng giữa của tuổi mà đã già rồi, cũng nhiều 77 rồi, và cô Kamala Harris năm nay là 55 tuổi như thế nào, tức là có thể cân bằng được cái việc đó và cân bằng được nhiều cái khía cạnh giữa ông Biden và giữa cô Harris, tức là như thế nào. Yeah. Thì cảm ơn Bùi được có qua cái đó, ta biết thêm chút xíu về cái nhân vật Kamala Harris. Anh chưa nói chút xíu về cái vấn đề gia thế. Dạ. Thì gia thế của bà Kamala Harris thì đặc biệt, tức là cũng giống như gia đình của Tổng thống Donald Trump, những người di dân. Tổng thống Donald Trump thì có bố di dân ở Đức Quốc, mẹ thì ở Scotland, Tây Cách Lan. Thì không ngoại trừ bà Harris là có mẹ là người Ấn Độ, còn bố là người Jamaica. Mà quý vị nên nhớ thế này, ở Jamaica có hai loại là da màu và da trắng. Số da màu thì đông hơn vì số da trắng, thưa quý vị. Thì bố của bà Kamala Harris là người da đen. Thì năm 1963 thì bố của bà Kamala Harris đã lấy được cái bằng tiến sĩ tại trường đại học nổi tiếng của Cali, đó là trường Berkeley ở New Zealand. Và mẹ của Kamala Harris vậy, là bà người gốc Ấn Độ, bà cũng lấy cái học vị tiến sĩ ở Berkeley, hai người có trình độ rất là lớn. Rồi sau đó là hai người có giảng dạy làm việc trong đó một thời gian. Rồi ông bố của bà Kamala Harris làm là giáo sư và đồng thời làm kinh tế gia cho trường đại học Stanford lớn như vậy. Còn mẹ của là bà Kamala Harris thì nghiên cứu bệnh ung thư vú ở trường đại học Berkeley. Thì tuy nhiên hai vợ chồng sau này có lý gì á, nhưng hai vợ chồng luôn luôn là hỗ trợ và săn sóc cho con cả của mình, chỉ có hai chị em mà thôi. Bà Kamala Harris bà nói thế này: mặc dù mẹ tôi là người gốc Ấn Độ, nhưng mẹ tôi nuôi tôi và dạy dỗ tôi giống như người là da đen da màu vậy, là ở tại Auckland. Cái đó bà khẳng định rằng tôi là người da màu. Đó là vấn đề khẳng định tuyệt đối của bạn như vậy, thưa quý vị. Đó. Đây là một cái bước ngoặt mà có thể nói trong lịch sử nước Mỹ, thưa quý vị. Chuyện mà ông Joe Biden chọn bà Kamala Harris đó, được xem là một sự kiện lịch sử. Sự kiện lịch sử quan trọng thế này, anh Nguyễn Sơn Nam, là người phụ nữ da màu đầu tiên được chọn vào ghế trong một tiết cách tổng thống. Người ta nói này, nếu mà ông Joe Biden giờ yếu là 77 tuổi,
thì bà có thể thay thế. Thì bất cứ lúc nào bà cũng có thể lên thay thế vai trò tổng thống. Mà như vậy đó, nếu nó xảy ra nữa thì đó là người phụ nữ đầu tiên gốc thiểu số, gốc Á Châu và gốc Phi Châu làm tổng thống Hoa Kỳ trong người tương di lai. Dân đó. Thì cái đó chúng ta mới thấy là một cái, thì sau khi mà được chọn lựa xong đó, chúng thấy bão táp của phía ông Trump tấn công tối tấp cái bà Harris này. Ông tấn công tới tấp với ngôn ngữ rất là nặng nề. Anh có thể nói đôi chút về cuộc tấn công và cuộc phản công này. Được, mình sẽ nói cuộc tấn công sau. Bây giờ mình nói sơ cái vấn đề, cái lai lịch của Harris như thế nào, năm 2005 hả? Cái điều mà rất, ngay cả anh em chúng tôi vậy, ngay cả luật sư Duyên hoặc là Nguyễn Xuân Nam, Lương Giang hay là giáo sư Nguyễn Dũng vậy, rất là mừng có một người gốc Á, Nguyễn Xuân Nam, mà có cái chân ở trong, có một cái thích hay có cái vẻ phó tổng thống có thể không là 50% Á thôi. Năm ok, cũng như vậy cũng được đó, Nguyễn Xuân Nam. Biết đâu, biết chân là mai đây. Nhưng nó mở đường cho người Trung Nam, Nguyễn Xuân Nam. Cái vấn đề mở, cái vấn đề chính là mở đường. Chính là mở đường. Thế như vậy, cái vấn đề mà da màu hiện nay ấy, thì có thể là 12.5%. Và gốc người Ấn Độ khoảng 1.5%, tức là tổng số dân của Hoa Kỳ theo như thế nào. Tức cái điều đó có thể rằng là có lợi cho ông Joe Biden rất là lớn. Và cả thứ hai mình chưa kể là gốc Ả. Anh biết gốc Phi Châu bao nhiêu? Gốc cái đây 17%. 17% cộng tổng số gốc Á lại 12% nữa là 29% rồi. Uh-huh. Yeah. Không có ít thôi. Yeah. Điều bà Harris á, Kamala bà có hai cái kinh nghiệm, tức là thời kỳ á, là bà làm biển lý tại San Francisco là năm 2003 thì nghỉ sang năm. Thì và đồng thời năm 2010 thì bà làm tổng trưởng lý của tiểu bang Cali, là một cái tiểu bang lớn nhất. Mà nếu như ai làm có thể nói là tổng trưởng lý thì khó hiểu, nhưng nó bộ trưởng bộ tư pháp tiểu bang California nha. Dạ, đồng thời nghỉ sang năm. Mà anh Nam biết á, bất kỳ ai mà làm bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Cali á, thì họ đảm trách được tất cả mọi việc lớn, tại vì tiểu bang Cali lớn của Nguyễn Xuân Nam. Nó bằng một quốc gia lớn trên thế giới mà. Nếu nó so sánh với quốc gia khác thì tiểu bang Cali có thể là đứng thứ năm. Về mặt kinh tế. Dạ, về mặt kinh tế. Khi mà bà làm cái biển lý cho thành phố San Francisco á, thì bà có hai cái điểm chính mà trong đó là bà có kinh nghiệm, đó là tạo ra cái chương trình tái hội nhập cho tội phạm ma túy mà ở mức độ cấp thấp á, họ trở lại vấn đề, họ đưa họ vào cuộc sống bình thường trở lại. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, tức là bà ta ngăn chặn được, là đưa ra chính sách ngăn chặn được những trẻ em trốn học. Đó. Như vậy thì bà biết cái thân phận của bà chứ phải không? Đó. Là những người di dân. Mà tuy nhiên bà có bố mẹ được học hành rất là cao. Như vậy cái nền kinh tế của bạn không có lo vấn đề cái chất xám của bà có thể là cái di truyền, tức là bà biết được cái quan trọng của học hành, do đó là bà cần đưa ra những cái biện pháp ngăn chặn. Rồi đến năm 2010 á thì bà làm bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Cali, thì bà còn có hai cái thành tích. Cái thành tích thứ nhất á, tức là trong cái thời gian, quý vị nhớ ra 2008 2009, trong cái thời gian mà hệ thống tài chính của Hoa Kỳ bị sụp đổ, downturn crisis á, thì bà đưa ra những cái biện pháp tức là giúp đỡ cho những người mà bị tịch thu nhà. Tức là nhà mà underwater ở Nguyễn Xuân Nam, hoặc là nhà bị foreclosure. Là cả thứ nhất, cả thứ hai nữa là bà từ chối cái việc bảo vệ luật số 8, tức là hôn nhân về đồng tính. Thì đó là những cái thành tích của bà trong những năm mà là bà làm biển lý và đồng thời là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Cali. Đến năm 2017 ấy, thì bà là thay thế cho bà Barbara Boxer, thì anh hiểu rằng là bà được quen biết với cộng đồng mình thượng nghị sĩ, giờ thượng nghị sĩ ấy. Thì trong thời gian đó thì bà đánh bại bà là lô theo sang dế cho những người phụ nhân vật nổi tiếng cũng nổi tiếng vậy. Dạ. Bà đánh bại bà, đánh bài, bà đó bà cái đó bà lại chứng được cái chứng thượng nghị sĩ tại quốc hội đó, vào năm 2017 đó. Thì trong ở quốc hội á
Thì quý vị thấy rằng bà có cái background, tức là bà làm biện lý rồi bộ trưởng bộ tư pháp của một cái tiểu bang lớn như vậy. Khi mà bà lên được thượng nghị sĩ ở quốc hội á của liên bang á, thì bà tham gia vào các ủy ban thế này: ủy ban thứ nhất, ủy ban tư pháp, ủy ban về ngân sách, rồi ủy về bên bên phía an ninh và bộ nội vụ của thượng viện. Tức là những chức quan trọng trong nước này. Đó. Thì những cái chức này á, thì quý vị bà thấy là trong cái thời gian là vừa rồi á, thì quý vị thấy rằng là bà chất vấn, rồi bà đánh bài, gọi là bà take down, và ngay cả là vị luật sư mà Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào tổ cấp học viện ông Kavanaugh, bà chất vấn những cái câu rất là hóc búa, làm cho ông Kavanaugh có thể rằng là suýt nữa mà nghĩa là có những trở ngại đối với bà. Đồng thời bà chất vấn những viên chức của chính quyền Tổng thống Donald Trump, và ngay cả bà chất vấn ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đó là ông William Barr. Thưa quý vị, cảm ơn Bùi. Thưa quý vị, là mấy cái ngày cuối cùng mà để tuyên bố ai là trong liên danh của tổng thống của đảng dân chủ, cái chức vụ là phó tổng thống, thì những ngày đó cũng thú vị lắm. Người ta đoán như Bùi nói này, một danh sách cũng khá nhiều, người ta bắt đầu nó gọi là narrow nó râu đau đó, là thu ngắn lại, thu nhỏ lại, thì còn hai gương mặt là bà Harris này, và gương mặt thứ hai là bà Susan Rice xin vừa nói. Là bộ trưởng. Mà bà Susan Rice đó là một người có kinh nghiệm, là từng giám đốc an ninh quốc gia và đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, một nhân vật rất là giỏi và có kinh nghiệm, giàu có nữa, anh biết không? Nhưng mà khi mà tuyên bố bà Kamala Harris sẽ đứng trong liên danh của ông Joe Biden, Biden. thì người ta mới thấy được cái ý đồ rõ của cái phe ông Biden, trong đó kể cả Barack Obama và kể cả ông cựu tổng thống. Thì ví dụ là sao, từ cái tính khí của bà Kamala Harris, lý luận sắc bén và gấu, nãy giờ kể một số thành tích của bà đó, con đường mà đi đó đầy những cuộc tranh luận, và cái thành tích giống như người chiến tướng trên chiến trường, và trong cái trận đấu với giữa cánh dân chủ cánh cộng hòa lần này, là họ phải tìm một nhân vật có khả năng đối phó được ông Trump. Thì ông Biden nữa hiền quá, nhân hậu quá, yêu quá, không thể nào ăn miếng trả miếng với ông Trump được. Cho cái nhân vật mà Kamala Harris gấu, lý luận, uy tín, nổi tiếng, sẽ là một tay boxer, một võ sĩ có thể đối với ông Trump. Do vậy khi mà vừa chọn Kamala Harris 2 3 ngày đầu, anh biết không, ông Trump thả bom tan nát với bà Kamala Harris, nhưng bà đâu có hiện, bà pháo khí trở lại cũng rất là dữ dằn, và người ta cho rằng sắp tới thì chính cái người mà đại diện của phe dân chủ, phe ông Biden để mà đấu với ông Trump, không phải là ông Biden mà ăn miếng trả miếng lần này sẽ là nhân vật Harris, một người đàn bà đấu với người đàn ông, một tay trí thức đấu với chuyên gia, một tay có kinh nghiệm chính trường đấu với một tay là lãnh đạo chưa kinh nghiệm. Thì có thể nói rằng cái sự chọn lựa lần này, anh biết bên Bùi nghĩ sao, Nam cho rằng sự chọn lựa này phải rất là xuất sắc. Bên Bùi Nam đồng ý hơn là bà Susan Rice. Bà Susan Rice có kiến thức, có kinh nghiệm mà hiền quá, không gấu đủ. Mình nếu để cho bà Harris thì tôi nghĩ là nó là một cái trọng lượng của phía Biden nữa, nó sẽ tăng lên. Cái khả năng đấu đá của liên danh Biden Harris sẽ tăng lên. Tôi nghĩ đó sẽ chọn lựa thông minh. Đúng theo anh Nguyễn Xuân Anh, tại vì bà Harris đó, bà cầm vững về pháp lý rất là vững. Tại vì bà làm bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Cali mà, bà nắm rất là vững. Mà chỉ có bà mới nắm vững được tất cả mọi vấn đề để chống chọi tổng thống Donald Trump được, và có thể thay thế ông Mike Pence được. Thưa quý vị, tại vì quý vị thấy là Donald Trump á, tổng thống Donald Trump á, thông thường là ông chiến thắng được á, tại vì ông già miệng quá,
bất chấp luật pháp, bất chấp luật lệ, ông tấn công, bôi nhọ, chửi và tấn công, ngay là không cần luật lệ, không cần có lập pháp, không cần có bằng chứng, không cần có sự kiện gì đó, nói là nói. Cái đối phương á, họ cảm thấy rằng là cận miệng họ nói không được, người sao nào, tức là họ thua thôi. Nhưng ngược lại, và Kamala Harris á, bà rất là vững. Anh biết cái câu nặng nề nhất ông Trump sau đó ông bập và Harris là câu gì nhớ không? Ông bập có hai cái vấn đề mà ông bập mà bà Kamala Harris, anh biết ông nói cái gì? Cái thứ nhất ông nói là Kamala Harris đồ giả. Cái thứ nhất là ông nói đồ giả, nghĩa là nói Kamala không phải là người da đen. Cái nhất. Cái thứ hai ông nói thế này nữa. Dân chủ đã suy nghĩ chưa mà chồng bà Kamala Harris, bà không có thể đủ điều kiện để lấy cái ticket vào làm phó tổng thống hay là tổng thống sau này. Tại vì người ta hỏi tại sao như vậy, thì tổng thống Donald Trump nói, tại vì ba mẹ của bà ta là người nhập cư, do đó là bà không có thể rằng là giữ những chức vụ đó được. Nhưng thưa quý vị, sau có những cái bài báo và chính ngay những người Cộng hòa đã phản biện một điều đó, đã nói tổng thống Donald Trump sai theo cái tu trình đảng số 14, tức là những người nào sinh ra tại đất nước Mỹ họ có đủ thẩm quyền, họ có quyền lợi và quyền hạn làm trong vấn đề đó. Sau đó thì ông Donald Trump ông nói theo sao nữa không? Ông biệt thiếu nói thế này, cái con mẹ đó là anchor baby rất là nặng quý vị, cái lời biệt thì rất là nặng này lắm, anchor baby. Anh biệt tương tiếng Việt sao? Tương tiếng Việt thế này là những người con mà sinh ra tại đây có bố mẹ là ở ngoại quốc hay là nhập cư vào đây, đó là cái từ như vậy. Cái đó là biệt thì những người mà nhập cư là có con cả sinh ở đây á, thưa quý vị, đó là biệt thì đến mức độ như vậy. Hoặc là cha mẹ đến đây tức là không có tư cách di trú ở đây mà sinh con ở đây, do đó ông biệt thì ông dùng được là anchor baby. Còn gì đúng không anh? Dạ. Rồi chưa hết được quý vị. Rồi trong một cái nhóm bảo thủ của ông á, là thuộc cái nhóm là Jusker Watch, trong đó có ông Tom Hilton, thì chụp lấy cái cơ hội của tổng thống đưa ra như vậy, truyền tải trên Facebook này, Reddit này, Twitter này, YouTube này, những cái lời tổng thống truyền tải hết trơn. Một quý vị có hàng ngàn người, hàng chục ngàn người họ theo dõi vấn đề đó. Họ tin nữa mới khổ cho nữa sao nào. Đó, do đó mình rất là khó hiểu như vậy. Rồi tổng thống chưa từ bỏ đâu. Rồi ông còn nói thế này này, cái bà mà Kamala Harris, bà very very nasty. Very, very nasty. Tức là đồ cà chớn, đồ bẩn thỉu, rất là cà chớn. Dơ giấy, bẩn thỉu. Đồ cà chớn bẩn thỉu lắm. Rồi quý vị nói nặng nề lắm. Đó. Cái vấn đề bình mới rượu cũ vậy, bà áp dụng cho bà Kamala Harris cùng dụng như là ông áp dụng. Cái điều cái sách lược của tổng thống Donald Trump là như vậy. Cái tổng thống mà ta không cần biết, tấn công còn giống như năm 2016 tấn công ông Ted Cruz chẳng hạn. Ông Donald mày không phải là không có tư cách để làm tổng thống được hết trơn á, đừng ra tranh cử đi, dẹp đi. Là mẹ là người Mỹ, bố là người Cuba mà sinh tại Canada thì dẹp đi. Thưa quý vị, người ta đồng ý giống Eastman, tức là một người trong việc chuyên một chuyên đề thì ông ta nói đồng ý cái vấn đề ông Ted Cruz như vậy. Nhưng có một điều nữa, ông tấn công bà Kamala Harris cũng giống như tấn công cựu tổng thống Barack Obama thời kỳ trước. Ông nói thế này, trong năm 2011 á, quý vị còn nhớ ông tổng thống Donald Trump nói thế này, tổng thống Barack Obama, ông xuất trình cái giấy khai sinh của ông ra đi, tôi sẽ làm việc của tôi, tức là tôi xuất trình cái tờ khai thuế của tôi. Trong một bữa cơm chiều và các phóng viên tại tòa Bạch Ốc năm 2011, trong đó có tổng thống Donald Trump tham dự nữa, thì tổng thống Donald Trump đưa ra cái bản giấy khai sinh của mình có tổng thống Donald Trump nói nữa. Nhưng người ta đặt câu hỏi, tổng thống Donald Trump có trả lời gì không, và có thấy đó là sự thật hay không, hay là ông cho fake news nữa. Nhưng cho đến hôm nay, tổng thống Donald Trump đã bồi hứa một cái lời, là ông nói khi nào tổng thống Barack Obama xuất trình giải cái tranh, tôi sẽ xuất trình giải thuế. Nhưng cho đến nay tổng thống Donald Trump đã xuất trình giải thuế đâu. Bắt đầu những cái chiêu bài mà tổng thống Donald Trump dùng để tấn công bà
Kamala Harris, những cái từ rất là nặng nề. Chúng tôi sẽ nhắc lại đó là từ là anchor baby, very, very nasty. Các quý vị thử nghĩ rằng những cái từ đó, mà nếu anh em mình nói chuyện với nhau không thôi, chứ đừng nói chuyện những người trí thức, những người mà quan chức lớn nữa. Thì nghĩ sao như sau này? Khi mà tôi nghe những cái điều ông Trump nói, tôi giật nảy người, tôi bị những ngôn ngữ á. Mà những ngôn ngữ mà ngay cả mình bình thường bạn bè dân sự á, mà nói những ngôn ngữ như vậy chúng ta không ngại nói nè. Cuốn đi những chính trị cao cấp như lãnh đạo nước Mỹ, có thể là tổng thống nước Mỹ, phó tổng thống nước Mỹ. Và dùng là very very nasty, bẩn thỉu quá, nặng quá anh Bùi. Trong khi hiện tại là Kamala Harris là thượng nghị sĩ quốc hội liên bang, nhưng mà phía bà đâu có hiền đâu. Bà ăn miếng thì bà trả miếng. Mà anh nên nhớ rằng tôi đã nói ngày nãy lý do mà bên phía Biden và ông Clinton, cố vấn của Clinton và Obama, Hillary chọn, đồng ý chọn của Harris này, họ có cái ý định mà trong những cái thuyết âm mưu, không biết chính xác, không có phát chỗ này, là đằng sau cái sự cố vấn như vậy là bởi vì người ta nói chỉ có một lý do nổi bật hơn hết đó, mà không ai nói ra, là chị Harris biết cái cách nó đóng ngon ngôn ngữ tiếng Việt Nam là chị ông Trump. Thì 3 tháng tới sẽ còn 80 ngày nữa bầu cử, thì coi cái ăn miếng trả miếng của ông Trump tấn công Harris như nào và Harris tấn công ngược lại như nào. Thì nghe cái đợt mở màn á, thì bà đã có một phản công ngược. Thì phản công là gì anh Bùi? Cái phản công của bà Harris theo bà nói rằng là có những cái điều mà bà nói thế này. Cái thứ nhất bà nói là vấn đề tổng thống Donald Trump kiểm soát, là handle, xử lý cái vấn đề đại dịch này vô trách nhiệm, để cho cái số hiện nay là 170.000 người, là sinh mạng của người Mỹ đã bị mất đi. Bà nói là vô trách nhiệm. Cái thứ hai nữa, bà nói ông vô trách nhiệm đến mức độ mà cái dùng thuốc mà hydroxychloroquine, mà cái thuốc đó là ngay cả Bộ Y tế FDA của Mỹ chưa chấp thuận và có tác hại nữa, mà ông dục người ta uống. Đó, bà nói như vậy. Cái thứ ba nữa, tức là bà nói này, khi mà cái phong trào nổi dậy sau cái chết của ông George Floyd, cái vị tổng thống Donald Trump nói thế này này, the when the looting start, the shooting start. Tức là bà nói đấy, chính ngay tổng thống Donald Trump đó là một cái chủ nghĩa phân biệt chủng tộc rất là rõ ràng và tấn công như vậy. Và đồng thời bà chỉ trích một cách gắt gao cái vấn đề cái chính sách nhập cư của tổng thống Donald Trump và đồng thời xây tường biên giới, cũng giống như là tách riêng trẻ em và cha mẹ ra. Có ai đạo đức ở đâu mà tách rời con cái của người ta ra mỗi nơi mỗi chỗ như vậy? Thưa quý vị, đó là mới khởi đầu thôi. Và đồng thời bà còn nói thế này, tổng thống Donald Trump, nếu như trước đây cựu tổng thống Barack Obama cùng những ông Joe Biden đã xử lý cái vụ dịch mà chỉ có là 2 người tử vong tại Hoa Kỳ mà thôi. Đó. Thì trong cái lời mở đầu khi mà được ông Joe Biden giới thiệu thì bà nói rất là ngắn thôi, cũng chưa có nhiều cho lắm. Thì có thể là ngày mai cái đại hội của Đảng Cộng Hòa, thì sau đó có debate nhiều hơn nữa. Ngày mai đó, thì có lẽ ngày mai là đại hội Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Thì ngày mai đó là người ta bắt đầu theo dõi truyền hình khắp nước Mỹ, sẽ theo dõi cái nhân vật. Tại mình ở California, Bắc California cùng quê bà nữa, cho mình biết bà rất là rõ. Nhưng sẽ rất nhiều người cũng còn lạ lắm. Cho ngày mai bắt đầu đại hội đảng chủ, khai mạc đại hội, thì trong đó có bài diễn văn của ông Biden, diễn văn của bà, bài của bà Hillary Clinton, bài của bà Michelle, bà của ông Obama, của ông Bill Clinton, rồi chưa kể có một số vị thống đốc và nghị sĩ dân biểu đảng cộng hòa thoát nhảy qua đó. Thì cái đại hội đảng chủ kỳ này làm đầu có thể xem rất là thú vị, cho nên chúng tôi sẽ theo dõi rất là kỹ tường trình quý vị. Thì đọc lại lượt lại anh Bùi nói hết cái lý do người ta chọn lựa bà Kamala Harris, mà cái sự chọn lựa đúng đắn đó là bởi vì muốn lấy bên đảng chủ muốn lấy cái phiếu của người thiểu số
người da đen, người Á Châu, và tất cả số này trên nước Mỹ nó còn trên gần tới 40%. Cái số này không á, khoảng gần 40% anh Mùi. Và giới trí thức và đặc biệt giới trẻ nữa, bởi vì ông Biden ông già rồi, ông 77 tuổi rồi. Một số người muốn bầu cho ông ta mà họ ngại, ông già quá, 77 tuổi sao? Thì bây giờ thấy nhân vật, nếu có gì happen, gì xảy ra, thì nhân vật đó là ai? Thì bà Harris tìm nhé. Một trí thức, một tiến sĩ, con nhà gia giáo, con nhà học thức và có thành tích, thì nó rõ ràng là một cái nhân vật mà được chọn lựa. Thì có một cái điều đó, có một vài cái bí mật và đọc ra thú vị lắm, nhưng mà tôi nghĩ là báo chí cũng đã nói nhiều rồi. Đó là nó dùng chữ "She can take on Donald Trump and my pants". Take on là đối phó ấy. Ông Biden hiền quá, yếu, hiền. Ngay cả nếu ông chỉ có mình cho Biden chọn người khác thì có thể người không số người sẽ không bầu. Và đồng ý thích ổng, hiền, yếu. Nhưng mà 77 tuổi rồi, già rồi, bệnh đau, trí nhớ sai số. Giàu này hơi lú lẫn nữa, nói sai nhiều. Thì khi chọn, người ta nói nếu ông Biden có chuyện gì thì ai sẽ là người thay thế? Thì mình kia nếu Trump có chuyện gì thì ông Mike Pence là người thay thế, đúng không? Mà nếu cái này ông Biden có chuyện gì thì bà Harris thế. Và giữa Mike Pence và bà Harris thì bà Harris là 10, Mike Pence thì 5-6 rồi. Cho cái tuyến 1 mà có vấn đề gì thì tuyến 2 lên của phía Dân Chủ mạnh hơn tuyến 2 phía Cộng Hòa. Anh em, do vậy cái ngôi sao của Harris nó trở thành sáng. Thì chúng tôi đối với nhân vật Harris này đó, chúng tôi không có cái vinh dự là làm quen trực tiếp, nhưng mà sinh hoạt cùng chung một khu vực ở Bắc California. Chúng tôi quen cái tên bà này khoảng mười mấy 20 năm nay rồi, từ lúc bà còn làm thị trường biển lý ở San Francisco. Thì chúng ta thấy rằng bà là người da đen, có thể là người Á Châu, mà khi bà mở đường lên được á, bà mở đường lên được á, cái quan trọng là mở đường lên bên Bùi. Mở đường kia là gì? Để công chúng Mỹ chấp nhận được. Chúng ta tưởng công chúng Mỹ chấp nhận người người Mỹ gốc Á Châu à? Chưa. Anh tưởng công chúng Mỹ chấp nhận người da đen à? Chưa. Nhưng mà ông Barack Obama, anh biết khi mà một cái người mà gần đây người bạn tôi ấy, tới nói rất là tệ hại về Barack Obama. Thằng tổng thống lưu manh, cà chớn, thằng điếm thúi, thằng đủ thứ. Thằng mỏi đen. Mỏi đen đủ thứ. Tôi ngồi nói, anh cho tôi một số tài liệu nào để nói lên điều đó. Ông không có. Rồi nếu bây giờ anh muốn coi sự các hồi lịch sử của Mỹ, các chuyên viên của Mỹ, nó nhận xét về các viện nghiên cứu của Tổng thống của Mỹ, nhận xét về Barack Obama như thế nào, thì tôi mới mở trên Google rồi đấy. Tôi đánh ra cái chữ là xếp hạng các vị tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ. Bụp ra một cái. Thì ông nhìn cái thứ hạng của Barack Obama, thời điểm đó là cái hạng thứ 8 trong lịch sử tổng thống Mỹ. Người Mỹ rất là trân trọng Barack Obama. Vì đóng góp ông, đóng góp là gì? Khi mà ông Bush con á, mở khi mà khủng bố tấn công vào New York, ông Bush con đổ quân vào Iran, Iraq, Afghanistan, mở trận chiến, kinh tế Mỹ suy sụp, ngân hàng suy sụp, đóng cửa, bảo hiểm đóng cửa, thất nghiệp, hãng xe đóng cửa, đủ thứ, nước Mỹ gần phá sản. Obama lên kéo nước Mỹ trở lại. Quý vị chỉ cần vô trong Internet, Google ra hết. Có năm á, lên tới số, số,
số dương không bị thâm thủng, kéo nước Mỹ trở lại, phục hồi trở lại, bình thường trở lại. Cho nên chính vì cái công trạng đó, lịch sử Mỹ đã xếp Barack Obama đến hàng thứ 8, chứ không phải tổng thống thổ tả, hay tổng thống mất dạy. Cho nên mà khi mà nghe như vậy, chúng ta thấy rằng một người như mà người da đen mà làm như vậy đó, bằng bị ma lị, nhục mạ như vậy, thì nếu người ở trong mình làm tổng thống như thế nào? Cho nên tôi vẫn nghĩ rằng Barack Obama là người mở đường cho người thiểu số vươn lên. Và sau Barack Obama bây giờ tới bà Kamala Harris là nửa đen và nửa vàng, nửa Phi Châu và nửa Á Châu, thì cái cơ may cho con cháu của mình nữa, cháu chắc mình nữa, ở trên đất Mỹ mới có cơ hội. Mới có cơ hội. Đó là những người mở đường cho những thiểu số nước Mỹ vươn lên. Thứ hai đó, là cái demography đó, vấn đề dân số Mỹ nó thay đổi rồi. Cái thời mà người Mỹ trắng là chủ nô lệ, người da đen là nô lệ, và người da vàng là người tàu làm phu đào đường đó, nó qua rồi. Cái thời đó là quá khứ. Thời đó ông trắng là ông chủ, ông vàng ông đen là mọi. Là mọi. Cái thời nó qua rồi. Anh thấy không? Cho nên chúng ta phải chào mừng một cái gì mới mẻ và có lợi cho người Á Châu, người thiểu số và người Việt Nam chúng ta. Cho nên tôi nghĩ là cái đây là một sự kiện theo tôi là lớn đến mùi. Lớn quá, lớn quá đến mùi. Anh Nam biết không? Cái vấn đề mà khi mà quyền bình đẳng con người được hiến pháp đưa ra thời kỳ ông Thomas Jefferson phải không? Rồi Abraham Lincoln, tức là giải phóng nô lệ. Thưa quý vị, đến năm 1963 biết mất mấy trăm năm. Người da đen, ông Martin Luther King mới đấu tranh, người da đen được bình đẳng ngồi cùng một chuyến xe bus, thưa quý vị, mấy trăm năm. Ghê lắm quý vị. Mặc dù trên hiến pháp, mặc dù trên giấy tờ như vậy, nhưng thực tế là khác. Nhưng quý vị thấy sau khi năm 1964 đến nay, cộng đồng người Việt Nam mình, quý vị còn nhớ rằng là năm 1964 cho đến năm 1975 thôi, để một nổi múc rồi thôi. Quý vị, người Tàu hay là người Mỹ đen có cộng học vị như vậy như thế nào? Đi vào hạng xưởng á, họ thuê trả lương thấp và không được bao giờ làm lớn đâu. Thậm chí họ không có thuê nữa. Nhưng nhờ mục sư Martin Luther King, nó xóa bỏ được cái đó. Cộng đồng người Việt Nam mình qua được hưởng bao nhiêu mưa mọc mà người da màu họ đã trải đường bằng máu, bằng mồ hôi, bằng nước mắt. Thưa quý vị, nó nhiều chặng đường đau thương lắm. Cái đó cộng đồng Việt Nam mình rất may mắn hơn trong số những cộng đồng khác. Cộng đồng của người Nhật không thôi, thời kỳ đệ nhị thế chiến, thưa quý vị, người Mỹ trắng, khi mà Nhật nổi lên chống lại Mỹ, không kể người Nhật sinh tại Mỹ hay là người Nhật là vô tại trại tập trung hết, vô tại tập trung hết, thưa quý vị, bắt vô nhốt hết. Thưa quý vị, sau này có một số nhà văn họ kiện đó, đó thưa quý vị thấy họ đối xử đến tàn bạo như vậy. Nhưng đến bây giờ khi mà tổng thống Barack Obama lên làm tổng thống, tôi chưa bao giờ nghe người Mỹ trắng họ khinh miệt tổng thống Barack nói là nigger, là mọi đen ở trên người sông Đan. Mà họ luôn luôn họ gọi là cựu tổng thống Barack Obama. Họ chỉ chấm biển một câu độc nhất mà thôi, nói tổng thống Barack là người Hồi giáo. Chỉ đó tôi đọc được những tờ báo hoặc là những người Mỹ nói, tức là họ miệt thì tổng thống Barack Obama là người theo Hồi giáo. Còn ngoài ra chưa bao giờ họ nói là mọi đen hoặc là người có chợ hoặc là cái nọ, chưa bao giờ họ miệt thì vấn đề đó. Mặc dù họ không đồng ý trong một số lĩnh vực, nhưng họ vẫn tôn trọng. Đó là vì nguyên thủ quốc gia. Nhưng cộng đồng người Việt Nam mình, thật ra là cộng đồng người Việt Nam mình kỳ thị hơn bao giờ hết. Kỳ thị người Mễ, ba thằng Mễ, Mỹ đen, thì nói là ba thằng cờ chớn, ba thằng mòi đen này cái nọ. Ngay cả tổng thống Barack Obama, thời kỳ Susan Rice vậy, mình cũng chê bà là người mòi đen như thường. Chứ đầu mình rất là buồn. Những người đó là những người họ nằm xuống bằng xương, bằng máu để mở đường, hy vọng người nhập cư, dân tộc thiểu số. Đặc biệt, bà Kamala Harris, bà chống đối vấn đề nhập cư, bà chống đối cái xây bức tường. Tại bà nguyên thuyền bao nhiêu người nhập cư. Như những người nhập cư Thomas Jefferson, những người nhập cư làm nên
cái nền kinh tế của Hoa Kỳ vĩ đại cho đến ngày hôm nay. Người nhập cư giống như chúng ta chẳng hạn, anh Nguyễn Xuân Nam, khi mà anh mới qua anh làm mấy job? 2-3 job, 8 tiếng đồng hồ chứ đủ đâu, làm 16 tiếng đồng hồ. Vừa đi học, vừa đi làm. Làm xong rồi mang túi cơm vô trong trường thì học. Dạ, ngay ngủ, ngủ ở trong trường nữa đó khác nữa. Đó. Đó. Về như thế nào, đi chợ xe như thế nào, đi chợ xe cờ rực cờ tang nữa. Thậm chí không có tiền để mua cái permit để đầu xe nữa đó khác nữa. Đi đầu chua nữa đó khác nữa, quý vị thấy. Thì những người nhập cư đó thì họ làm lợi cho đất nước Mỹ được bao nhiêu? Nhiều lắm quý vị. Anh Mười, cảm ơn Mười. À, thưa quý vị, là một số quý vị ở tại California thì biết rồi. California, nếu tính ra là một quốc gia, thì số tiềm năng kinh tế đứng hàng thứ 5, thứ 6 trên thế giới. Tính dân số thì California mới 3 mấy triệu, một nửa dân số Việt Nam thôi. Không tới một nửa dân số Việt Nam. Nhưng mà về mặt sức mạnh kinh tế nó đứng thứ 5 trên thế giới. Nhưng mà quý vị ra đường California, quý vị gặp người da trắng khó hơn quý vị gặp người da màu. Ra đường California gặp người da trắng ít hơn gặp người da màu. Và California là một tiểu bang đa ngôn ngữ. Tiếng Anh là chính, tiếng Mễ, tiếng Tàu, tiếng Việt, tiếng Ấn, tiếng Phi, đủ thứ sắc dân. Nhưng mà cái trường hợp mà nếu mà cái mở đường của bà Harris vào trong tòa Bạch Ốc đó, là theo tôi giá trị rất lịch sử, bị biết bao nhiêu đứa em nhỏ người gốc Á Châu, người gốc thiểu số đang sống tràn lan California và các tiểu bang, nó nhìn bà Harris sẽ còn có chút hy vọng, nó nhìn bà Harris cầm một tấm gương, có tấm gương là quý bằng tấm gương thực tế. Trước mắt các con giỏi, các con cố gắng, các con có thành tích thì các con chỗ đứng sồi. Anh Mùi, từ chúng ta sống trong thung lũng điện tử mà, tôi hay thường vào Google, hay thường vào Apple. Anh vô trong cái RD là Research and Development Department đó, đến thăm mấy người bạn trong đó, anh thấy ngạc nhiên không? Trên 75% là người tóc đen. À châu. Yeah. Trên 75% một cái nước Mỹ với công ty điện toán lớn nhất của toàn cầu, Google, Apple vân vân, cái thành phần bộ não á, bộ não chính đó, đa số là người Á Châu. Nếu mà các công ty đó mà bỏ người Á Châu thì coi như Google phá sản, Apple phá sản. Mà cái điều hay nữa đó, phía tầng dưới, tầng thấp nhất lên mà nó tầng cao, tầng thấp nhất cái bộ trong assembly, những cái khu lắp ráp cũng là người Á Châu, khéo tay. Cho nên cái người Á Châu là miracle, là huyền thoại, là phép màu của trái đất này. Nhưng mà chúng ta bị kỳ thị. Cho nên phải có những người mở đường. Nhưng mà Obama, như Harris, thì chúng ta mới có một tương lai, có hy vọng nhiều hơn cho ngày mai của người thiểu số trên đất Mỹ. Cái thời mà chủ nô lệ da trắng nó over, nó qua rồi. Cái thời mà nãy nói chuyện luật sư Duyên, cái thời mà cuốn theo chiều gió, hay là thời đó nó xưa rồi, hay là thời túp liều chú Thơm, nó xưa rồi. Bây giờ là cái thời của bình quyền, bình đẳng, mà mọi cơ hội người đều có cơ hội giống nhau. Thì phải nói rằng đây là trong lịch sử 100 năm nữa, 200 năm nữa, 300 năm nữa, lúc mà tôi với anh Mùi đã về bên kia thế giới rồi đó, thì tụi nhỏ nó học lại lịch sử, nó nói là ngày xưa đó có một cái nhân vật như vậy, Barack Obama là da đen đầu tiên nô lệ, trước đây trong gốc tích nô lệ trở thành tổng thống Mỹ, và nữ biện lý bộ trưởng tư pháp gốc người da đen là ứng cử viên phó tổng thống. Thì đó là như sự kiện lịch sử. Anh thương, anh ghét, điều đó quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải chấp nhận lịch sử. Đó là một sự kiện trong lịch sử không? Đó là những sự kiện lịch sử. Một. Chúng ta đang sống trong thời đại và đó là những sự kiện lịch sử. Và chúng ta phải chấp nhận một giai đoạn thứ hai nữa. Cái truyền thông của dòng chính nó khác truyền thông thiểu số. Phía người da trắng
coi cái giá đắng thượng đẳng, coi giá vàng, giá đen á, hạ đẳng, giai cấp dưới. Cái giai đoạn đã hết rồi thưa quý vị. Mà chúng ta bắt đầu bằng tài năng, bằng bằng cấp, bằng trí tuệ, bằng khéo léo, bằng kỹ thuật là tạo nên sự khác biệt, chứ không phải là thêm cái màu da. Thưa quý vị, thưa quý vị đọc cái bài đọc cái tác phẩm mà có như là thế giới phẳng của ông Thomas tên tác giả là Friedman, thưa quý vị, tôi nhớ không lầm á. Quý vị thấy rằng nó bây giờ cái thế giới rồi nó đòi hỏi được con người có cái trí tuệ và con người lãnh đạo là trí tuệ, không phải là da màu nữa, không phải là giá trạng thường đẳng. Nếu như mình chấp nhận, mình nói giá trạng thường đẳng, vô tình mình chấp nhận rằng là mình đã thuộc lùi rồi, là một điều cái vấn đề không nên, thưa quý vị. Cái đó quý vị nên mình xem lại thử, mình có nên rồi mình tung hô rằng giá trạng thường đẳng hay không. Nếu như để cho giá trạng họ nói giá trạng thường đẳng thì ok mình chấp nhận, đó là quyền lợi của họ. Còn vấn đề đất nước của Hoa Kỳ, mỗi đời tổng thống như vậy tối đa là 8 năm và tối thiểu một nhiệm kỳ là 4 năm sẽ qua đi. Mà tổng thống chỉ là người hành pháp và trong đó có hai bộ, bộ tư pháp và bộ lập pháp nữa, thưa quý vị. Thì không thể dễ gì biến cái hiến chương của Hoa Kỳ trở thành một hiến chương của xã hội chủ nghĩa, trở thành hiến chương của một cộng sản. Dù bây giờ tổng thống Barack Obama là cộng sản đi nữa, 8 năm qua thì đất nước Mỹ có thể biến thành cộng sản hay không? Thưa quý vị không? Trong đó có người dân, bây giờ có trình độ cao rồi. Bây giờ tối thiểu người công nhân ở Nguyễn Sông Nam đi làm là phải ít nhất phải biết dùng máy tính ở Nguyễn Sông Nam. Cái đó đòi hỏi cái level rất cao lắm. Không phải giống như trước đây mình làm dùng là cơ bắp để làm việc rồi để rằng là thăng tiến trong trong cuộc đời nghề nghiệp nữa, không có, quý vị. Bây giờ hoàn toàn nó phụ thuộc vào cái chất xám. Cái đó là không thể rằng là tổng thống Donald Trump dù ông có tài giỏi đi nữa, ông có thể biến rằng đất nước Mỹ trở thành một thiên đường cho tất cả mọi người được, không thể. Dù ông có tài, dù ông có muốn đi nữa cũng khó như thế nào. Cái vấn đề góc nhìn như thế này nè, mình Mười. Tôi có góc nhìn như thế này nè. Cảm ơn Mười. Bây giờ mình tự hỏi mình là ai và mình mong muốn cái điều gì, mình mơ cái gì. Về phía mình là người Việt, mình là người thiểu số, mình là người da màu. Cái xã hội cũ nước Mỹ là xã hội bất bình đẳng với người da màu. Người da màu không có chỗ đứng, túp lều chú Tom. Hãy đợi ngày ấy lụi tàn. Bao nhiêu tác phẩm dịch ra tiếng Việt trước năm 75, túp lều chú Tom, hãy đợi ngày ấy lụi tàn, đủ thứ. Nó cho thấy một xã hội trong đó cái người da màu là nô lệ cho người da trắng. Đến lúc chúng ta nhìn thấy cái sự thành công người da màu, không những mặt kỹ thuật chúng ta nói, như Google, như Apple, giờ đa số người da vàng, tóc đen da vàng, thấy không? Làm kỹ thuật chính. Anh thấy không? Rồi thấy trên California là tiểu bang lớn, đi tiếng quốc gia tiến hành thứ 5 của thế giới. Anh thấy ra đường da vàng tràn ngập. Đi trên đường phố California có nhiều lúc mình cảm giác đi giữa Sài Gòn. Phố xá tràn ngập tiếng Việt. Thấy không? Phố xá món ăn Việt, mặc áo dài Việt, chợ Việt, tiệm hớt tóc Việt. Mấy hôm nay còn cái màn rấy tay đi vỉa hè nữa, hớt tóc rấy tay vỉa hè nữa. Nó giống như Sài Gòn vậy, thưa quý vị. Cho nên cái đó là sự thịnh đạt của người Á Châu trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, công an việc làm. Cái chỗ lạc hậu nhất của người Á Châu mình đó, là hai người thiểu số, là cái sân khấu chính trị nước Mỹ. Và bây giờ người ta thấy rồi, hàng những người tiên phong đi trước được, Obama đi được, Kamala Harris đi được, thì con quý vị, cháu quý vị, chắc quý vị nó có hy vọng sẽ là lãnh tụ nước Mỹ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng chúng ta hãy chào đón, đây không phải là chào đón cái gì, mà chào đón một cái con đường mở ra cho người thiểu số,
chân nghĩa châu. Thì không biết trước khi cái lộ trình đó thầy, quý vị khi mà Nam nói á, quý vị vào trong những cái công ty mà technical á, tức là công ty về công nghệ đó, quý vị thấy họ Trần này, họ Nguyễn này, họ Phạm này, họ Lê này, những người giỏi lắm quý vị, mà chúng tôi làm việc chúng tôi rất là phục quý vị. Họ tạo ra những pattern, họ sáng chế ra những cái có tên có tuổi ở trong công ty thôi quý vị. Anh Mùi nói đúng, ví dụ quý vị thấy mua cái software về đó, trong cái dưới này cái danh sách của những người designers đó, thì lại có tên người Việt. Cho nên đó, hãy đón nhận cái sự lên ngôi của người Á Châu, của người thiểu số. Đó, để chưa kể trong cái lĩnh vực mà thì dù quý vị thấy đó, trong lĩnh vực về xã hội á nghe, hoặc là tâm lý á, thì đa số những người Việt á, tại vì cái accent của mình hoặc là vì ngôn ngữ của mình không có lưu loát lắm. Thưa quý vị, bây giờ thế hệ với hiện tại, thưa quý vị thấy trong phạm vi hay trong ngành xã hội hay trong ngành về tâm lý học đã có người Việt rất là nhiều, rất là giỏi lắm. Trong ngành luật cũng vậy quý vị, trong ngành y vậy, đi các cái trung tâm về y tế, thưa quý vị thấy họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Phạm vân vân đều có hết trơn. Thưa quý vị, chúng ta nên tự hào điều đó. Và nếu như mà cái xã hội cởi mở và phóng khoáng thì có thể là thế hệ thứ hai, thứ ba họ có thể đảm trách được những cái vị trí quan trọng trong chính giới. Cảm ơn Bùi nói này, em có gợi hứng cho Nam này nè. Ngày trước đó, chúng thấy cái lá cây, cái cây nó mọc lên đó, anh Bùi thấy không? Coi nghiên cứu cái cây thôi. Cây nó mọc lên từ cái mầm. Thấy không? Mọc lên lớn, nó ra cây, ra lá, ra nhánh, ra cành, ra trái. Rơi rụng xuống. Lại cái nhánh khác nó lên tươi tốt, màu mỡ, xanh tươi hơn. Thì con người cũng vậy, anh thấy giai đoạn 1 á là thế hệ 1 của người Việt tại hải ngoại. Thế hệ HU. Thế hệ tù nhân Việt Cộng. Thế hệ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Xin lỗi, hãy tri ân thế hệ đó theo tôi. Có phải phải có ngày tri ân thế hệ đó vậy thì sao? Họ chấp nhận nằm gai nếm mật làm ăn rất cực khổ cần cù. Để nuôi con, nuôi cháu, xứ người. Bây giờ thứ hai là cái gì? Nó lên được kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ. Nhưng mà anh thấy cái cộng đồng Việt Nam vẫn bị lệch. Phía kỹ thuật vẫn mạnh hơn. Phía y khoa vẫn mạnh hơn, phía nha khoa vẫn mạnh hơn. Bác sĩ, nha sĩ, y sĩ, kỹ sư đông lắm. Nhưng mà chúng ta bị lệch về ngôn ngữ. Cho cái phía mà chính trị gia, tâm lý học, sử học, âm nhạc, chúng ta chưa lên đều. Thì chúng ta hy vọng là một, hai thế hệ nữa của người Việt hải ngoại, khi các cháu không còn vấp phải ngôn ngữ nữa, các cháu không bị trở ngại về ngôn ngữ nữa, và các cháu sẽ bay nhảy, biết đâu sau này trong ứng cử viên của Tổng thống Mỹ có Mr. Nguyễn nào đó là sao? Mr. Phạm, Mr. Trần, Mr. Lê sao? Cho nên hãy chào đón con những người đi mở đường, để rồi chúng ta có con đường để mà đi. Cho nên trong tâm thức đó, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái bài nói chuyện giữa anh Mùi và chúng tôi về bà Kamala Harris, một người mở đường cho người thiểu số. Trở lại anh Mùi trước khi kết thúc. Dạ, thưa quý vị, thì để kết thúc đó, thì cựu phó tổng thống ông Joe Biden ca ngợi bà Kamala Harris như thế nào, để quý vị thấy rằng là không phải là dân tộc thiểu số hoặc không phải là người da màu họ không có khả năng, họ có khả năng lắm. Chính ngay ông Joe Biden là người nằm trong quốc hội ít nhất là 35 năm và 8 năm phó tổng thống. Ông nói với bà Kamala Harris như thế này, thưa quý vị. Harris là con người có khả năng làm bất cứ việc gì mà bà ta muốn. Ông khẳng định như vậy. Tức là ông nói rằng là bà có khả năng nhiều lắm. Cho đó, một người da màu mà được một người da trắng họ ca ngợi như vậy, thì quý vị thử nghĩ là con em chúng mình như thế nào. Bà cứng rắn, bà có chính sách, bà có thể trở thành phó tổng thống và tổng thống cho chính bà nữa. Bà không cần ai đưa lên được trơn. Bà có thể chính bà. Nhưng sợ gì vừa qua là bà rút lui, là có những cái lý do, thưa quý vị. Thì đó là lời của tổng thống, của phó tổng thống Joe Biden. Và ông cũng nói thêm một điều này, chính bà Kamala Harris là một chiến sĩ không sợ hãi
để đối với anh chàng little guy, bên ông John Warren ông dùng ông dùng chữ little guy còn hay là mình sáng nào cái little guy này á, tức là có thể ở đây là ông ám chỉ tổng thống Donald Trump đó. Little guy này á, tức là có cái ý nghĩa á, bóng như thế này, là một người thừa nhận những cái điều tồi tệ nhất từ những người là rồi công rồi nghề, họ đưa ra những cái lập luận, những vấn đề chẳng đâu ra đâu hết và họ chẳng biết làm vấn đề gì, à, đó là little guy. Hoặc là có một từ nghĩa bóng nữa là một người có những hành động rất là tồi và đồng thời họ la cà với những con gái, coi như là chỉ có ba Kamala Harris mà đối phó little guy này được. Và đồng thời ông ta còn ca ngợi nữa, bà Kamala Harris là một công dân tốt trong một quốc gia này. Thưa quý vị, đó là lời là tán thán của ông Joe Biden. Đặc biệt, tức là bà Kamala Harris đó, bà làm rất là thân với những người phụ nữ vùng quê này, Việt Nam. Mà những người phụ nữ vùng quê này bây giờ họ nằm trong cái tình trạng squeeze state đó, là squeeze situation đó, tức là họ chưa chọn ai đó. Thì những người này ủng hộ bà Kamala Harris rất là nhiều. Thì có thể một cái nhóm người phụ nữ này họ không bằng lòng với tổng thống Donald Trump, họ có thể là bị thuyết phục bởi Kamala Harris dồn phiếu cho Clinton, Joe Biden và Kamala Harris, và có thể từ cái phong trào này nó thể lây lan qua những cái tiểu bang mà cái Swiss state New South Wales. Thì đó là một trong những cái đặc điểm nhất, và giới trí thức á, trẻ á, là dưới tuổi bà nữa thì có thể rằng là nhìn đến cái tương lai cho chính họ để họ chọn cho cái liên danh của Joe Biden và Kamala Harris. Thưa quý vị, có lẽ ngày mai quý vị sẽ mở truyền hình ra và xem trong tháng này hai sự kiện lớn là hai đại đội đảng của hai đảng Cộng hòa Dân chủ giới thiệu những con gà của mình, áp lui những con hàng của mình, chuẩn tuần con gà của mình ra sân đấu. Bên phía Cộng hòa như là Tổng thống Donald Trump cũng không ra một cái buổi ra mắt đảng, mà Tổng thống Donald Trump chỉ ở phòng bầu dục để nói. Thì thưa quý vị, nó signal một giai đoạn mới, mở đường cho giai đoạn mới là cuộc chạy đua trực tiếp, chỉ còn khoảng 80 ngày nữa cho đến ngày bầu cử. Thì chúng tôi mời quý vị trở lại thường xuyên với Truyền hình Việt Nam 1 trên hệ thống YouTube 1, số 1 trên hệ thống YouTube, và nghe những bài bình luận, nhận định của nhóm Calibre gồm anh Nguyễn Hồng Duyên, luật sư Nguyễn Hồng Duyên, Hương Giang, Nguyễn Hồng Dũng, Nguyễn Ngọc Mùi và Nguyễn Xuân Nam. Thưa quý vị, sẽ gửi đến quý vị những tin tức cập nhật thường xuyên. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị nên subscribe, ghi danh, đăng ký vào trong cái kênh là Truyền hình Việt Nam 1, số 1 của YouTube để nhận được thường xuyên những cái email, những cái video mới chúng tôi. Mà điều có cả tôi xin nhắc lại với quý vị, thì giống như luật sư Nguyễn Hồng Dương nói vậy, anh em chúng tôi đưa ra cái phép những cái sự kiện mà ở trên những tờ báo lớn họ đưa ra, chứ chúng tôi không phải là tự ý lấy một ta tự ấy đưa tin. Cho đầu quý vị nếu như mà xem những bản tin anh của chúng tôi, giống như luật sư Nguyễn Hồng Dương nói, quý vị hãy check lại, the fact check lại trong những tờ báo lớn có xem có hay không. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị và hẹn quý vị vào lần tới. Xin chào.